Phải thực hiện mục tiêu kép nhưng phải linh hoạt, lúc nào cần ưu tiên chống dịch, lúc nào cần phát triển kinh tế, điều này phải căn cứ vào tình hình thực tế. Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong buổi kiểm tra, làm việc với tỉnh Bình Dương về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong sáng ngày 27 tháng 6. Thủ tướng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra công tác điều trị bệnh cho các bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Bình Dương. Tại đây, Thủ tướng đã đánh giá cao công tác phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Thủ tướng cũng lưu ý, bệnh viện phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt trong quá trình tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân, không để dịch bệnh lây lan từ trong bệnh viện. Tiếp đó, đoàn đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát. Qua làm việc, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động của Vinamilk khi chủ động yêu cầu cán bộ, nhân viên tuân thủ những quy định về phòng, chống dịch của Trung ương và địa phương. Kết thúc buổi kiểm tra, Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Dương phải tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, qua đó nhanh chóng cắt đứt nguồn lây, đẩy lùi dịch bệnh để tập trung vào phát triển kinh tế. Thủ tướng nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế là rất khó khăn, nhưng khó khăn đến đâu cũng phải làm. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý thực hiện mục tiêu kép phải linh hoạt, tùy vào thời gian và tùy vào từng địa phương. Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Bình Dương phải tạo điều kiện tốt nhất cho người phải cách ly và các bệnh nhân đang điều trị COVID-19. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.